Các thành viên của đoàn công tác cứu nạn quốc tế của Bộ Công an tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết sau khi đến thành phố Azana, đoàn tiếp tục đi xe đến điểm cứu nạn, cứu hộ cách 300 km, dự kiến đi 6 tiếng. Tuy nhiên do thời tiết xấu, tuyết rơi nhiều, đường khó đi nên phải 10 tiếng mới đến nơi. Sau khi làm việc với ban tổ chức, đoàn công tác của Bộ Công an được phân công cứu nạn cứu hộ tại một đống đổ nát có 15 người bị vùi lấp. Tình hình rất khó khăn, khối lượng công việc vô cùng nhiều. Một thành viên đoàn chia sẻ, ngay sau khi tiếp cận hiện trường, đoàn công tác đã khảo sát địa điểm, lên kế hoạch cứu nạn cứu hộ rất tỉ mỉ để tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát. Dù đã 4 ngày trôi qua sau thảm họa động đất, nhưng hy vọng vẫn có người sống sót trong đống đổ nát. Đoàn được chia làm hai nhóm đi khảo sát, tiến hành cứu nạn, cứu hộ, do khối lượng công việc lớn nên các chiến sĩ phải thay ca nhau thực hiện nhiệm vụ. Dự báo đoàn sẽ gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết lạnh, âm 10 độ C, lịch múi giờ và địa hình hiểm trở, điều kiện sinh hoạt khó khăn nhưng các cán bộ chiến sĩ của lực lượng việt nam vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ